Phải đối phó với cái chuyện xét nghiệm như thế này. Ngày nay, hôm nay, qua kinh nghiệm rất là lâu năm tôi làm trong giáo dục y khoa, tôi cũng biết các bạn rất là mơ hồ về cái nội dung làm trong phòng labo y chuẩn bị dự báo các khu của nó. Thứ hai là xét nghiệm cung. Bây giờ hỏi ai xét nghiệm cung trực tiếp gián tiếp thì được nói được. Nhưng mà nếu có 10 người ngồi dậy để trả lời tôi bây giờ đó, thì sẽ có 10 không trả lời, không một đòi giống nhau. Học, tôi gần như chắc chắn vậy. Đó, tôi trong nghề tôi một năm này, đó là tôi biết trước thì nó sẽ phải dạy nào đó. Và chuyện thứ ba là bổ thể. Công ty mình, bổ thể thì nó phức tạp hơn nhiều. Giờ đây là một ngành, không phải cũng biết học tôi, mà đó là phụ miễn dịch. Nhưng mà nó nằm chen chân vào rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì đó tôi giới thiệu một xíu về cái bộ thể trong việc học và đặc biệt trong cái bệnh lý tán huyết thì chúng ta sẽ chuyển hơn về xét nghiệm cung mà tôi sẽ nói ở phần giữa. Đầu tiên là truyền máu, kế đến là xét nghiệm cung và sau cùng là bộ thể. À, chúng ta biết cái dạng bài này nha. Nào, chúng ta làm gì? Chúng ta biết được quy định một số xét nghiệm miễn dịch và hiểu được nguyên tắc và ý nghĩa của nghiệm pháp cung. Còn bộ thể của tên mình thì tôi dưới đây một xíu xíu thì chúng ta hiểu thêm xíu đó, chứ không phải là nguyên một bài về cái nội dung bộ thể này. Bộ thể là chuyện khác, chuyện sinh hoạt khác, chứ còn cung và xét nghiệm miễn dịch truyền máu là đúng luật tôi nha. Đúng luật tôi thì tôi nên hoàn thiện hơn. Trước Lance Steiner, người ta không biết tại sao cái gì này các bạn đã học rồi, nhưng mà thường là khái niệm nó còn xa xỉ đó. Trước Lance Steiner thì người ta không biết tại sao là ngày xưa các thầy thuốc xưa cũng đã biết là nếu mất máu nhiều quá thì thương binh e là sẽ bị tử vong, nạn nhân e là có thể bị tử vong. Như vậy họ cố gắng bù máu cho, thì ban đầu bù máu bằng cho uống chết ngay và rồi uống sao mà lại quá được. Giống như các bạn đi ăn cháo huyết thôi. Rồi. Tiếp theo là người ta lấy máu xúc bầm để truyền cho người chết ngay. Chết luôn. Tiếp theo người ta cắn răng lấy máu người này truyền người kia, tại vì anh thế hệ mình đổ máu nó nhiều quá, anh nóng ruột. Rồi bác sĩ lấy máu của tôi truyền cho em tôi. Đâu? Thì cái chuyện đó học cũng có. Thì người ta hướng tới sau. Thì 50% số ca truyền máu như vậy, tôi phải nháy dòng Nam Bộ. Thực ra tôi cũng là người Bồ Nhất, người Sài Gòn đây thôi, nhưng mà tôi phải nháy dòng miền Tây mới được. Rồi, hiểu tưởng cái nha. 50% số ca truyền vô, hỏi sao? Thấy được người sao? Dạ, có bác sĩ. Khỏe. Khỏe hiểu không? Nói chứ khỏe hiểu. Nói khỏe. Ai không biết chứ khỏe đâu. Rồi. Giống như cái cổng phi, cổng phi là sao? Cổng phi, rồi. Đó là 50% truyền cho xong có hiệu quả tốt, cứu được. Nhưng cũng 50% vừa truyền vô được chút xíu thì rung lẩy bẩy, rung cả giường lẫn chiếu và chết thê thảm. Người ta không biết tại sao, là lúc được cũng không, người ta không biết tại sao. Người ta không biết tại sao. Thì đến đầu thế kỷ trước, ta năm 21 là bao đầu thế kỷ 20 thì ông này bác sĩ người Áo Karl Landsteiner, ông này là ân nhân của y khoa chúng ta, của nhân loại luôn. Ông ở trong 1901 ông viết một bài báo nêu về các cái xung đột miễn dịch trong máu giữa những người này và người khác. Ông chưa đã định ra nhóm A, B và O, nhưng mà ông nêu thành những ký hiệu. Do khi ông tìm ra được nhóm A, nhóm B và nhóm O, mấy năm sau ekip của ông ta, học trò của ông ta phát hiện ra, lúc đó hồi đầu ông chưa có khái niệm gì nhóm AB, thì mấy năm sau mới phát hiện ra nhóm AB. Năm 40 thì phát hiện thêm cái hệ thứ hai là hệ Tesis. Đến ngày nay thì chúng ta đi học biết khoảng có 20 mấy hệ, và mỗi một hệ nó có nhiều kháng nguyên, nhiều Tesis là có 5 kháng nguyên, thì mỗi hệ có nhiều kháng nguyên. Do đó với 20 mấy hệ nhóm máu hồng ngoại cầu đó thì chúng ta có khoảng hơn 400 kháng nguyên khác nhau của hệ hồng ngoại cầu.
Đó. Và cái điều này như các bạn biết là trước kia do chưa có các công cụ truyền máu, một số động tác điều trị chúng ta không thể làm được. Thí dụ thận nhân tạo, thí dụ phẫu thuật tim hở, những cái động tác phẫu thuật mà tốn máu rất là nhiều như đi vào cuộc sống, phẫu thuật thần kinh, cắt gan và sau này nữa là ghép tạng, phải không? Nếu không có công cụ truyền máu thì chúng ta không làm được. Đó. Vậy vậy nhờ cái động tác, cái công cụ truyền máu này, nó đã thứ nhất là cứu mạng không biết bao nhiêu trăm triệu người, thậm chí chắc cả tỷ rồi. Và nó đã chấp cánh cho y học cấp cánh lên rất là cao như ngày hôm nay các bạn biết. Không có công cụ truyền máu không có làm gì được. Thalassemia là chết sạch, suy nghĩ là chết liền luôn, không có trị được cho người ta. Đừng nói tiếng ghép tạng, ghép tiền xương, ghép tế bào gốc, chuyện đó dẹp được, không có truyền máu. Không thể mổ tim thở hai banh tim gì đó tuần hoàn ngoài cơ thể được, dẹp luôn, phải không? Cho nên nhờ cái công cụ này mà ông ấy đã chấp cánh được cho y học và ông ấy được giải Nobel y học hoàn toàn xứng đáng năm 30. Nhưng cái chữ A, chữ B, chữ O không phải là do ông đặt ra mà do một người sau một xíu. Ông ấy là người Czech tên là Jan Jansky. Năm 1907 ông học được từ cái công bố đó của Landsteiner và ông làm và ông đã xếp phân loại lại cho nó có hệ thống và ông ấy là người đã đề xuất, ông là chính là người đầu đúng là ông là người đầu tiên chúng ta học ngày hôm nay nhóm A nhóm B đó là tên của ông này là Jansky. Ông này là danh, ông là một bác sĩ quân đội. Năm 1907 ông đã đề xuất cái cách đặt tên cho cái nhóm máu và ông ấy đã tiến đến mức mà ông ấy là niềm tự hào của người Czech. Đây là cái điểm chương của ông Jansky. Ông là bác sĩ quân đội, bác sĩ quân y và người ta làm cái điểm chương và huy chương dành cho những người có công lớn trong y học và mang hình của ông Jansky đó. Ông ấy chết rất là trẻ do nhồi máu cơ tim. Chính ông mới là người đề xuất ra cái vấn đề nhóm máu A, B, O. Các bạn thấy đó là cái điểm chương có hình A, B, O, A, B đó, đó là nhà công ông này. Rồi bây giờ chúng ta vào nội dung chính, định nhóm máu. Chúng ta từng gặp ở bộ môn sinh lý và ở các bệnh phòng cấp cứu khi bệnh nhân vào mà không biết nhóm máu trước là gì. Chúng ta thường hay máy hay giọt máu của bệnh nhân trên 2 phiến kính hoặc là 2 miếng gạch men. Vậy như vậy thì chúng ta định đường nhóm máu trên kỹ thuật phiến kính. Tuy nhiên cái kỹ thuật có nhiều sai số và nó ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ lạnh của phiến kính đó rất là nhiều. Do đó người ta bổ sung bằng kỹ thuật thông tiếp là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Phương pháp trực tiếp là phương pháp làm nhiệt trực tiếp với hầm cầu thôi. Còn phương pháp gián tiếp là phương pháp làm nhiệt với serum của đường sừng. Đây là hầm cầu thì mình không biết đường nhóm máu là gì, đâu biết đâu. Tại vì nó là phân tử sao mình biết được, phải không? Thì bây giờ mình muốn được biết nó thì người ta phải làm gì sao? Thường nhất là người ta cho máu đông lại. Tại sao? Tại sao làm xét nghiệm miễn dịch huyết học thì làm nhiệt cho máu đông tốt hơn là máu loãng. Tất nhiên là máu loãng thì vẫn được, nhưng là máu đông tốt hơn. Lý do là chúng ta cần phải làm nhiệt với các immunoglobulin miễn dịch, anti-IgE, IgG, IgM. Do đó chúng ta nên tách rời nó ra khỏi các globulin khác của cơ thể có lượng lớn hơn rất là nhiều. Đó là các globulin của hệ đông máu. Yếu tố 8, yếu tố 9 của các bạn trong người đến phim immunogen đó, bản chất của nó là protein globulin và nó rất là nhiều so với lại globulin kháng thể. Vì vậy để chúng ta gạt nó ra, các yếu tố đông máu đó là các globulin gạt chúng ta cho đông lại thì nó sẽ bị tiêu thụ hết vô cùng ở đâu. Nó bị tiêu thụ hết vô cùng ở đâu. Vì vậy thì fibrin bị fibrinogen nó thành fibrin thì nó tiêu thụ hết vô đó. Với cái phần còn lại bên ngoài là các globulin không phải của hệ đông máu. Vậy vậy thì chúng ta làm gì nó tập trung hơn, làm gì cho nó tốt hơn. Do đó chính giờ đó người ta yêu cầu các bạn là cung cấp một tiết máu đông nha. Là chúng ta phải hiểu là vậy. Giờ người ta đó người ta làm sao, người ta chiến về phần serum riêng. Cái phần hồng cầu đó là ta đổ muối sinh lý đậm trương vào cái cục máu đông đó, người ta dầm thì sợi fibrin rách ra thì nó cho thoát hồng cầu ra lại. Không có gì đơn, nó đơn giản, không có gì phải sợ với cục máu đông đó. Giống như mình lấy bữa rồi cho bạn thử lấy cái cục để chuẩn bị làm nấu cháo huyết đó, trước khi nấu nha. Cái cục máu heo mà chúng ta chuẩn bị nó cháo huyết, chúng ta đổ nước sinh lý, chúng ta dầm thử đi, chúng ta thấy có hồng cầu ra lại thì chừng dầm rách fibrin để nó ra lại thôi. Còn nếu ai muốn kỹ hơn, chúng ta nấu cho nó làm cháo huyết xong lấy dầm thử ra.
Rồi cái sơ đồ này thì chúng ta quen rồi ha, ví dụ như bệnh nhân 1, bệnh nhân 2, bệnh nhân 3, bệnh nhân 4. Chúng ta cho hồng cầu của người này tiếp xúc với Antia mà nó dương tính, B mà âm tính thì biết nhóm A, cái này thì dễ. Đây là lấy hồng cầu trực tiếp của bệnh nhân, người ta gọi là phương pháp trực tiếp. Chúng ta làm việc hồng cầu của đương sự. Tiếp theo là chúng ta dùng serum của bệnh nhân và cho tiếp xúc với hồng cầu mẫu A và hồng cầu mẫu B. Hồng cầu A và hồng cầu B là hồng cầu mẫu đã được biết trước cái nhóm ở phòng xét nghiệm nào có sẵn hồng cầu mẫu, lấy từ nhân viên ra thay thế của nhóm B. Thỉnh thoảng ông giám đốc bệnh viện, ông giám đốc ngân hàng máu, ông hết nhóm B mẫu, ông xin tôi tiên huyết, ông xin tôi tiên huyết cái ông đấy và hồng cầu B mẫu, à, ông sẽ tác động với lại serum của mình. Thì ông biết rằng là nếu mà cái serum của người bệnh nhân số 5 này mà tác động với hồng cầu mẫu A mà dương tính, chứng tỏ là trong máu người đó có anti-A mà hồng cầu B thì âm tính, vậy như vậy thì máu người đó phải là nhóm B, phải không? Và nếu nó phù hợp với cái phần phương pháp trực tiếp hồi nãy đó, hai cái mà phù hợp nhau thì cái người đó sẽ xuất, kỹ thuật viên sẽ xuất cái bản kết quả đã cho lâm sàng. Phương pháp trực tiếp là A, phương pháp gián tiếp là A luôn, phải không? Thì do đó người đó sẽ kết luận là nhóm máu là nhóm máu AB là nhóm A. Tôi xin lỗi, cắt hơi lố, do đó nó mất cái đoạn bình rìa nha. Đó, thì người ta sẽ ghi là trực tiếp là gì, gián tiếp là gì. Còn nhóm máu resist là người ta làm kháng nguyên D. Người đó D dương hay D âm thì người ta ghi là D dương hay D âm, thì D là resist dương hay resist âm. Đó là cái cách làm của người ta, là cái cách ghi kết quả các bạn phải hiểu. Khi mà người kỹ thuật viên trả kết quả thì phương pháp trực tiếp là gì, phương pháp gián tiếp là gì, mình phải biết. Phương pháp là gì, mình phải biết, vậy không? Rồi bây giờ phản ứng chéo, đó là mình định nhóm riêng, bây giờ qua phản ứng chéo. Nguyên tắc á, là mình trộn máu người cho với máu người bệnh nhân để xem coi nó có ở gì không. Và cái điều không đơn giản ở chỗ là nó trung nhóm máu, giờ có thể bị phản ứng gì được. Làm thời gì vậy chứ? Đây là người bệnh và đây là bệnh máu, thì làm sao mình biết là cái bệnh máu này nó phù hợp với người bệnh này, là sao biết được? Thì bệnh nhân và bọn máu đó mình tách rời hai phần của cái lượng máu đó, bệnh nhân cũng vậy và bệnh máu cũng vậy. Thì vậy đi hiến máu làm cho đi hiến máu đó hiến máu rồi. Khi mà người ta cắm kim vào cái cánh tay của mình và khi chuẩn bị rút kim bỏ ra khỏi cơ thể đó, thì cái phần máu đã chạy lọt vô xuống cái bình máu rồi đó, thì nó được hành động liền. Nhưng có một đoạn nằm trong cái ống dây, người ta kẹp liền, không cho nó chạy xuống hết, kẹp liền, kẹp hai đầu luôn, kẹp đầu dưới, kẹp đầu trên, kẹp điện cho nó dính lại luôn, và kẹp thành những ngấn nhỏ ở giữa. Thì cái đoạn máu đó là chưa qua hành động, chưa qua hành động, nó chưa thọc dưới dưới đường tổng, ra dưới đường tổng, người ta lấy gì cho nó đông lại. Và mỗi một lần có một bệnh nhân đập để đăng ký máu, người ta sẽ cắt một đoạn nhỏ đó, thì người ta lấy serum và lấy hồng cầu của cái đoạn đó để mà tự cường được liền. Nhưng lỡ không phù hợp được thì bệnh máu nó chưa bỏ chứ nếu mỗi lần giờ thọc cho bệnh máu hút ra thì nó sẽ bị nhiễm trùng. Vậy đó người ta chia thành những ngấn nhỏ, người ta chia thành những ngấn nhỏ của cái bệnh máu đó. Thì những ngấn đó thì người ta thử với người bệnh thường một lần là được liền đó. Nhưng mà nếu mà không được thì người ta lại dành bệnh máu cho người khác đó. Thì người ta từ bệnh máu đó người ta chiết riêng ra huyết thanh và hồng cầu, và hồng cầu của bệnh máu thì của bệnh máu đó người ta quăng vô huyết thanh của người bệnh và ngược lại hồng cầu của người bệnh sẽ quăng thử huyết thanh của bệnh máu. Và nó có cái giao chéo ở giữa này, giữa đó người ta gọi là phản ứng chéo cross match. Bây giờ thử giả định như bệnh máu là nhóm máu B và bệnh nhân là nhóm máu B, thì tất cả hai cái động tác này chúng ta đều âm tính hết, hai cái động tác đó thì mình đều âm tính. Bây giờ thử là nếu mà khác nhóm
bệnh nhân nhiễm HIV nhưng mà mình có nhiễm O thì hồng cầu O, hồng cầu O quăng vô serum B hạt tinh, có cái gì sẽ ra hết không? Nhưng ngược lại hồng cầu B mà quăng vô serum O thì sẽ bị ngưng kết rất là mạnh, ngưng kết rất là mạnh. Nhưng mà cho máu được không các bạn? Cho được không? Cho được không? Đây vẫn được. Đây chỉ là in vitro thôi. Đây mình đang làm là những in vitro mình vẫn cho máu được. Tại sao? Tại sao chúng ta cho máu O cho người máu A, máu B hay máu AB được? Mặc dù trong máu O đó có anti A và anti B, chúng ta cho được. Tại vì đầu tiên trong một cuộc truyền máu người ta quan tâm là gì? Người ta quan tâm là hồng cầu của bịch máu tồn tại được trong cơ thể của người bệnh thì mục đích mình mới đạt được, không? Do đó cái phần này bắt buộc phải âm, cái phần hồng cầu của bịch máu và quăng thử với serum của bệnh nhân thì bắt buộc phải âm. Do đó người ta gọi là phần chính và âm dấu, đây là phần chính đúng quy định. Nếu nó dương thì người ta không phát bịch máu ra, được không? Lý do dương gì chúng ta làm sao? Còn ngược lại, cái phần hồng cầu của bệnh nhân quăng vô thử trong bịch máu, dù dương chúng ta vẫn truyền được, do đó người ta gọi là phần phụ phản ứng chéo, phần phụ của phản ứng chéo chúng ta vẫn cho truyền được. Lý do người bình thường chúng ta có bao nhiêu lít máu? Bao nhiêu lít máu vậy? 4,5 lít. Dạ con như tôi 4,5 lít rồi, một khẩu gì đó cao mấy chín nặng 120 kg cũng lên được 4,5 lít sao? Khối lượng. Chúng ta nhớ con số này dùng. Tôi biết các bạn có biết rồi, các bạn nhưng mà các bạn chưa biết. Chúng ta ghi con số này dùng. 70 đến 75 ml máu mỗi kg thể trọng. Người không có bị béo phì như tôi chẳng hạn thì khoảng 75 ml. Còn người bị béo phì thì do có lượng mỡ nó không có máu, do đó người ta nhân 70 thôi. Người béo phì thì nhân 70 ml rồi kilo thì tròn. Dạ. Thì do vậy một cái bịch máu 200 ml, 250 ml là do có khá đông thôi, 200 thôi. Truyền vô thì gặp một khối lượng dịch ngoại bào rất là lớn trong máu trước ra là 4 lít đến 5 lít. Thì chúng ta nhân lên, được không? Thì nó bị pha loãng rất là nhiều, do đó hiệu giá kháng thể bị giảm thấp, rất là thấp, gần như không đo được, vì nó không gây hại được. Đó là điều nhất. Lý do thứ hai là không phải chỉ có hồng cầu của các bạn mang nhóm máu của mình, không phải tuyệt đại đa số các tế bào khác trong cơ thể của các bạn cũng mang các nguyên đó. Ví dụ bạn nào đó đang ngồi đây nhóm B thì hồng cầu mang kháng nguyên B, bạch cầu cũng mang kháng nguyên B, tiểu cầu cũng mang kháng nguyên B, tế bào niêm mạc mạch máu cũng mang kháng nguyên B, hiểu chưa? Do vậy tế bào niêm mạc phổi, tế bào niêm mạc đường tiểu, tế bào niêm mạc ống này ống kia luôn thể mình là mang kháng nguyên đó, nha, cũng chính mình luôn. Vậy như vậy khi mà hồng cầu B này được truyền, xin lỗi, hồng cầu O này truyền vô cơ thể người này thì cái kháng thể anti B của bệnh máu O đó nó bị các tế bào khác bám hết luôn, cái tế bào của niêm mạc mạch máu bám liền luôn. Nhưng mà những tế bào niêm mạc mạch máu bám cái đó vô thì nó không gây hại gì được, chỉ có hồng cầu nó mới gây đáng biết thôi, nha. Vì vậy thứ nhất là nó đã bị bám hết, thứ hai là nó bị pha loãng rất là dữ dội, do đó hiệu giá kháng thể xuống quá thấp, không gây hại được cho đương sự. Và một thời gian ngắn sau macrophage đến sẽ luộc hết tất cả những cái kháng thể bất thường mà bám lên mấy cái tế bào kia mà không có sao hết, cơ thể chúng ta sẽ chịu quá hết, nha. Không sao, như nó khác nhóm, nhưng mà nếu mình trùng cái quy luật truyền máu thì chúng ta vẫn cho truyền được, chuyện chậm chậm chút thì có truyền quá nhanh, nha. Rồi tiếp theo là một số tình huống phức tạp, là thứ nhất là định nhóm máu không được, là bù định nhóm máu không được, cái đó cũng có xảy ra hiếm, chẳng có một phần vài trăm ngàn. Định nhóm khác nhau ở nhiều lần xét nghiệm khác nhau trên cùng một cá thể thì lúc là nhóm máu A, lúc là nhóm máu AB thì lại thật, đó. Đó. Và trùng máu những người bệnh và bịch máu trùng nhau, thử ta thấy bịch máu là A, thử lại bệnh nhân vẫn là A, thử ba lần mỗi bên hết vẫn là A, chịu được phần chính phần cháu ngưng cách, nha. Tại sao vậy? Thì chúng ta sẽ hiểu biết từ từ là những cái khái niệm còn không nhất. Rồi thì đầu tiên cái sự biết chúng ta là chuẩn bị, nếu chúng ta không định nhóm máu được bệnh nhân vì bất cứ lý do gì thì chúng ta cứ lấy máu O mà truyền cho tất cả những đối tượng đó. Nhưng trước khi truyền máu O vô
chúng ta trích của đương sự bệnh nhân trước khi làm cái gì nhé. 5cc một tiếp 5cc máu đông và một tiếp 5cc máu cá lồng hay tạp nha, để yên đó trong tủ lạnh, để yên trong tủ lạnh ngăn ngăn nát ngăn mát được, để yên đó không tới, để nó còn diên tất cả những gì liên quan đến bệnh nhân là còn diên, chưa có bị một bình máu nào khác truyền vô hết. Chúng ta truyền một bình máu khác vô là nó vào rất phức tạp nha, thì cái chuyện đó khó nha. Rồi sau khi chích xong để yên được xong rồi, chúng ta bắt đầu làm các thủ tục để truyền máu ô cho bệnh nhân để cấp cứu nha. Đây thì là chúng ta truyền một lắng ô để cần cấp cứu à, chứ nếu chúng ta không cấp cứu thì bệnh nhân cũng chết mất. Vậy nên thì chúng ta cứ lấy máu ô mà truyền, để một ống 50 lít máu đông và một ống 50 lít máu có kháng đông cấp tủ lạnh để ngăn mát để yên đó. Rồi chúng ta chuyển đi đâu? Chúng ta chuyển về bốn trung tâm quy học truyền máu quốc gia, một ở Hà Nội, hai ở Đà Nẵng, năm tôi sẽ đổi toàn năm, một Hà Nội, hai Đà Nẵng, ba Cần Thơ, 4 năm là Thành phố Hồ Chí Minh này, là hai cái, một cái bệnh viện tôi quy học truyền máu và một cái Chợ Rẫy, đó là 5 trung tâm quy học truyền máu quốc gia có trách nhiệm phải giải quyết tất cả những vấn đề truyền máu khó mà làm gì hoài như vậy, các bạn ít thôi, đêm nào cũng có người trực và đêm nào cũng có chuyện để làm. Có những trường hợp tìm bệnh với các bệnh viện hiện tại như Địa Phương, An Bình, Thống Nhất, cấp cứu quân đội các thứ, họ nói là tôi không làm sao mà tìm được bệnh máu phù hợp cho bệnh nhân, thì cái chuyện đó là ở trung tâm quy học truyền máu quốc gia sẽ làm, 5 trung tâm quy học truyền máu quốc gia nha sẽ làm, đào tạo họ làm được hết, họ có phương pháp hết, họ làm đủ điều vậy, các bạn biết nó rất là cực, tại họ phải ly tâm pha loãng, ly tâm pha lỏng, làm đủ trò đủ kiểu, bổ các thứ làm đủ trò đủ kiểu hết nha. Nhưng mà làm gì làm thì các bạn chuẩn bị trước 2 tiếp một đông và một kháng đông để gửi máu cho họ sẽ làm cho các bạn. Rồi bây giờ định nhóm máu không được thì mô vững như phương pháp định nhóm trực tiếp và gián tiếp, đó là những tình huống nào? Thì nó thứ nhất là trẻ sơ sinh non tháng quá, nó mới có 26-27 tuần, như vậy cái hệ một số cháu cái nó có nhóm máu rồi nhưng mà một số cháu nó chưa phát triển, do đó người ta định người ta thấy nhóm máu ổn rồi và hệ kháng thể lại càng chưa ra, kháng thể anti A chưa có, anti B chưa có, do đó người ta định phương pháp gián tiếp là nhóm máu AB, người với serum đó thì là nhóm máu AB, mà hồng cầu thì định là ra nhóm máu O, rồi ra không biết nó nhỏ nhóm máu gì, hồng cầu chưa có kháng nguyên, do đó người ta định là nhóm máu O, serum thì chưa có kháng thể, do đó định nhóm máu AB, thì nhóm máu AB mới không có anti A anti B, do đó cũng không phải tạo biết nhóm máu gì, tức là có mâu thuẫn giữa phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp, vì vậy người ta không biết thật sự là đứa nhỏ nó nhóm máu gì, thì đó là tình huống các cháu sơ sinh. Thì tất nhiên mình cần truyền quá thì mình vẫn sẽ truyền máu O được, nhưng mà về mặt thực tế biết nhóm máu gì chưa thì biết à, vậy. Thực ra nếu mà làm kỹ thuật công nghệ phân tử đó, sinh học phân tử thì chúng ta vẫn biết được cái mà mình thấy nhóm máu A nhóm máu B là phenotyp kiểu hình hơn, chúng ta vẫn có thể định được bằng genotyp thì cái đó là chúng ta biết chắc thì cái phần đó thì các trung tâm truyền máu quốc gia sẽ làm. Nếu mà có những đôi đê, có những đối tượng ta không biết nó là gì đó thì genotyp cần thiết sự nha. Rồi cái lý do sai thứ hai, lý do là gây bối rối thứ hai là máu bệnh nhân tự ngưng kết, tức là chúng ta lấy máu bệnh nhân ra, mình chuẩn bị nhỏ anti A, mình chuẩn bị nhỏ anti B vô, thì thực ra mình chưa nhỏ vô nó đang ngưng kết đâu. Nhưng lúc đó mình chưa biết, mình lấy máu bệnh nhân ra xong mình nhỏ anti A, nhỏ anti B vô, à, thì sao mình thấy nó ngưng kết? Thì mình định nhóm máu AB. Nhưng mà trước đó người nhà nói ủa cái này 6 năm bao nhiêu nhóm máu B thì lúc đó 6 năm ông chưa bị bệnh cái bệnh đó, ông chưa bị cái bệnh tự miễn đó, à, thì bây giờ nó có mình có bị bệnh tự ngưng kết vì rất là nhiều lý do lắm, chúng ta sẽ bàn tới nha. Vì vậy đó thì cái nhóm máu đó đã thành nhóm máu AB. Tới đây có một cái mẫu một đơn kinh nghiệm, các bạn được báo của labo là bệnh nhân nhóm máu AB thì mình phải thiệt cẩn thận, phải thiệt cẩn thận, chẳng là họ lộn thành nhóm máu O, và chúng ta lấy máu O chúng ta truyền cho thì nếu có lộn cũng không sao, chứ nếu bệnh nhân bị một nhóm máu khác mà bị định lộn thành AB, chúng ta cầm bệnh máu AB chúng ta qua một phát là tai biến liền. Vì đó luôn luôn khi bệnh nhân của mình định nhóm AB thì mình phải thiệt cẩn thận nha, chúng ta lấy mình kiểm tra luôn. Cái điểm tiếp theo, lý do tiếp theo là mình nhỏ anti serum xong mà để lâu quá không coi,
nha. Lấy bóng hình nhân là xong, nhân chị An, nhân chị B, cái TV đầu tiên. Trời ơi, yo, bỏ ra tay nó bằng con. Trời ơi, cứ đang vô, cô quay lại vô. Mình phải ra cái bên trái ra kia sau. Ờ, phía từ sau lưng tới, phía từ cầu môn nhìn qua cái thứ. Cô đã rồi vỗ tay, quay điện thoại gọi mình. Ê, tao trúng mối, tao trúng độ, mày nhớ chung cái thứ. Lắc xong ra mới coi kết quả. Thì, nó đang ngừng kết luôn à. Cho dù là nó không ngừng kết, nó cũng ngừng kết. Giờ đó mình định lộn với món mình bảo vệ. Nha hả? Rồi mình làm cho món bảo vệ. Tái cho tôi thấy là coi giỏi quá. Mình coi giỏi quá cũng không được. Nha nha. Coi chậm quá không được, coi giỏi quá không được. Hoặc là bệnh nhân đã được truyền máu khác nhau trước đây. À, bệnh nhân mới được truyền máu cái đây không lâu. Vậy như vậy thì cái vấn đề định nhóm nó sẽ thành phức tạp. Nha. Nó thành pha trộn với chúng ta bị lúng túng. Định nhóm nó khác nhau lúc thì A, lúc thì AB. Đây là trường hợp coi hồi nãy mới ngừng kết đây này rồi. Với một chuyện đó là coi giỏi quá tưởng là A à, mình coi ngược lại cũng không được. Chúng ta nhỏ lên phương chính cấp cứu mà mình nhỏ hơn đi A và đi B thì do số lượng kháng nguyên của người nhóm máu A trên bề mặt cao ít nhất, nhiều hơn ít nhất gấp đôi so với kháng nguyên B, và kháng thể anti A cũng gần như là mạnh gấp đôi so với anti B. Do vậy, cái cụm mà chúng ta nhỏ anti A lên nó ngừng kết trước. Vài giây sau thì cái cụm mà anti B nó mới ngừng kết lên sau. Hơn nữa luôn luôn cái động tác tự nhiên ngàn đời của kỹ thuật viên là vậy, hết đứa này qua đứa khác từ xưa rồi đẻ già tới phiên tôi cũng vậy, là tôi luôn luôn cầm cái tiếp màu xanh là anti A tôi cầm từ nhỏ trước. Rồi cái tiếp màu vàng là anti B gần cái nhỏ sau. A nó mạnh hơn rồi mà chúng ta cũng làm trước nữa à, do đó cái anti A nó ngưng kết trước. Thì mình chạy nhìn vậy mà đấy người này giống ăn à, cái TV nó hùng vô tại bên kia à, mình ký liền kết quả kích bệnh nhân giống ăn tại kết quả vô qua coi của ra bành à. Thực ra nếu chúng ta nán thêm chừng 5 giây nữa thì cái anti B nó lên thì chúng ta lại sẽ ký là gì là giống AB, hiểu không? Chứ mình coi giỏi quá, nó có quy định nha các bạn. Nghề nghiệp nào cũng có quy định của nó. Thì nó có quy định anh phải để thời gian bao nhiêu lâu thì anh mới được ghi kết quả như vậy. Nhưng mà anh do anh vì cái khác, anh người đẹp gọi các thứ, đá banh gọi các thứ thì đâm ra anh coi giỏi quá. Hoặc là anh coi muộn quá cũng thành sai. Vậy đó nên định nhóm sai. So với một lần trước rồi đó thì người ta sẽ sai. Và máu bệnh nhân tự liên kết với chúng ta định nhóm AB thì hồi nãy ta đã bàn rồi nha. Đó. Trùng nhóm máu nhưng mà crossmatch phần chánh vẫn dương tính, đó là trường hợp của nhóm máu phụ. Lịch sử như sau, chúng ta gọi là nhóm máu A nhưng mà thực ra nó không phải là A đơn độc đâu, không phải. Người Việt Nam chúng ta khoảng 80% người nhóm máu A là A1, 20% còn lại chủ yếu là A2 và một ít A3, A4, AN. Và có một điều đặc biệt là người A2 nếu trước đó trong quá khứ 1 năm, 6 tháng gì đó, 3, 4 năm, 7 năm, 10 năm gì đó, người A2 đó đã từng được truyền một bịch máu A, hai bịch máu A, ba bịch máu A rồi thì xác suất 80% cái bịch truyền vô là A1, phải không? Thì có một điều đặc biệt là người A2 và A3 sản xuất kháng thể anti A1. Đó là thành viên anti A1, nó nằm đợi nó sẵn. Nó đợi nó sẵn, nó nói cái gì? Nó nói hãy đợi đấy, nếu phải cái đi hãy đợi đấy, hãy đợi đấy, không đó. Đây cái gì? Để lần này chúng ta cầm điều máu chúng ta làm phần chéo thì ngay phần chánh người bệnh nhân A hay họ đã có sẵn anti A1, do đó ngay phần chánh chúng ta lấy phần còn của bệnh máu A1 chúng ta con người phát là nó ngưng kết liền. Đó, như vậy phần chính ngay cả phần chánh phần chéo cũng như cái luôn. Mình tức đi lên đám khuya 2 giờ sáng mà trời mình ngủ hết rồi. Định nhóm máu của bệnh nhân lại vẫn là A, mình tưởng mình làm lộn. Định nhóm máu bệnh máu lại vẫn là A luôn. Thì A1, A2 gì thì vẫn A vẫn dương lên hết. Do đó nếu mà tình huống đó thì các bạn phải hiểu là bệnh nhân thuộc nhóm máu phụ thường nhất là hệ nhóm máu A, A1, A2, A3. B cũng có mà hiếm hơn, B cũng có mà hiếm hơn thì A2, A3 đỡ lâu đã là 20% thì tình huống chúng ta dễ gặp.
nha. Thế là chúng ta sẽ gặp. Thì đây là tiến đề phức tạp trong nhóm máu phù nha. Rồi bây giờ chúng ta qua những nghiệm pháp cung, phải không? Đó là gì? Nếu mà chúng ta hỏi bạn ở đây thì nghiệm pháp cung là gì? Cung trực tiếp là sao? Chúng ta trả lời ngay. Cung trực tiếp là phát hiện kháng thể bám lên màng của hồng cầu, đúng không? Đang có sẵn. Còn cung gián tiếp là gì? Cung gián tiếp là cái kháng thể phát hiện được đang lưu hành trong plasma của người bệnh. Chào, chào bạn. Hài lòng chưa? Hài lòng rồi về đủ rồi, phải không? Được. Chúng ta phải đi sâu hơn nữa vào bản chất của nó. Nha. Vào bản chất của nó. Mệt chưa? Mệt chưa? Chưa. Xung sẽ nghe độ các phần lẻ mà chưa mệt. Có nhanh quá không? Mấy nhỏ, nhanh quá không? Không nhanh. Vô, chậm chậm. Rồi, chúng ta nói thêm một nữa. Để phát hiện các kháng thể bất thường trong máu của người bệnh, dù là kháng thể đó bám lên hồng cầu sẵn hay là còn lưu hành trong plasma, thì chúng ta vẫn làm việc với máu đông, giết serum ra. Cục máu đông chúng ta đổ muốn sinh lý vô dòng direct fibrin đến cầu ra. Vì vậy thì chúng ta đã có được hai mẫu người bệnh, một mẫu là serum của người bệnh và một mẫu là hồng cầu của người bệnh được treo trong môi trường đổ muốn sinh lý. Và cái động tác rửa cái hồng cầu đó họ đổ muốn sinh lý 3 lần là rất là quan trọng. Người ta đổ muốn sinh lý được trộn đều mấy liên đều lên, được cho ly tâm nhẹ, chắc bỏ cái nước đó, đổ một cái nước khác vô, trộn đều lên, ly tâm nhẹ, đổ nước đó bỏ, đổ lần thứ ba vô, trộn đều, ly tâm, rồi lần cuối, lần thứ tư, đổ nước sinh lý vô trộn đều lên, mà lấy cái đó để làm xét nghiệm. Càng nếu chúng ta rửa không kỹ thì nó sẽ sạc, nó còn dây dưa với lại các kháng thể khác trong mẫu máu của bệnh nhân sẽ sạc. Chúng ta làm việc trực tiếp với hồng cầu đó. Cho nên là do đó chúng ta phải rửa kỹ cái hồng cầu đó trong môi trường của muối đặc trưng. Đây là kháng thể IgG, cái phân tử nhiều bạn vẫn quên, học năm thứ ba xong rồi quên, không nhớ cái chữ IgG này. Nên gồm hai nhóm nặng ngoài và hai nhóm nhỏ, đây là hai nhóm nhẹ cấp 3 hoặc lambda, tùy cái tình huống mà nó sẽ xảy ra. Đó là chuỗi nhẹ, lambda hay là cấp 3. Thì cái kháng thể đó nó bám sẵn lên hồng cầu chưa là sao mình biết được. Chúng ta qua nghiệm pháp cung test. Chúng ta lấy hồng cầu của bệnh nhân ra xong, chúng ta trộn đều trong một đường nước muối sinh lý đậm trương. Chúng ta có thấy có hiện tượng ngưng kết của hồng cầu không? Không. Tại vì nó là IgG, do đó không có hiện tượng ngưng kết. Mặc dù bệnh nhân bị vàng da rất là nặng, đái ra vi sinh tố rất là nặng, thiếu máu rất là nặng, hấp thụ bilirubin giảm rất thấp, có nhiệt độ bằng zero luôn. Bilirubin gián tiếp tăng rất là cao. Chúng ta biết có những tăng huyết, chuyện nghi ngờ là một cái tăng huyết miễn dịch có kháng thể bất thường bám lên hồng cầu. Nhưng chúng ta lấy ra nhìn bằng mắt thì không thấy. Tại sao vậy? Tại tụi nó đẩy nhau, tụi nó có cùng diện tích, tụi nó đẩy nhau, thì không có hiện tượng ngưng kết. Bây giờ nếu muốn có hiện tượng ngưng kết thì chúng ta làm một động tác nhân tạo. Cái câu cái chữ này là quan trọng. Artificial, nhân tạo. Nghiệm pháp cung là một nghiệm pháp nhân tạo. Thì chúng ta thấy được cái hiện tượng có hồng cầu, xin lỗi, có kháng thể bám trên màng của hồng cầu bằng một kỹ thuật nhân tạo. Kỹ thuật nhân tạo là làm gì? Chúng ta làm một cầu nối hai thằng này lại. Còn nối này thì chúng ta sẽ thấy được hiện tượng ngưng kết, phải không? Chúng ta, cái kháng thể là một bản chất của nó là globulin. Người chúng ta sản xuất ra anti-globulin, sản xuất nhân tạo nha các bạn. Chúng ta cho vô thì người ta sản xuất bằng một công nghệ sinh học phân tử để nó thành một cái dạng giống như IgM, tức là nhiều cánh tay, nhiều cầu nối nha. Đó. Và như vậy chúng ta làm nhân tạo cái cầu nối này, thì khi mà chúng ta nhỏ vô cái môi trường hồng cầu mà đã có sẵn cái IgG nằm đây đó, thì nó sẽ câu hết cả hồng cầu lại,
và những lúc đó chúng ta sẽ thấy được hiện tượng ngưng kết bằng mắt, và chúng ta kết luận rằng những thông trung trực tiếp dương tính. Những thông trung trực tiếp là nhiễm thấp làm việc với mẫu hồng cầu. Lát chúng ta qua cùng gián tiếp để chúng ta nói tiếp phần này. Vậy chúng ta tung trực tiếp đó là dương tính. Đây là các thuật ngữ khác của tiếng Anh. Do tung trực tiếp đó là dương tính. Và chúng ta kết luận là có kháng thể bất thường trên hồng cầu, giống như các bạn trả lời của hồi nãy, thì giờ đang trả lời dùng thôi. Nhưng cái ý nghĩa của đó là gì? Ý nghĩa của đó là gì? Có phải bệnh nhân chạy ngang trước cổng bệnh viện của các bạn, các bạn câu cổ, cái câu cổ họ vô, rồi các bạn chích cái kháng thể đó vô cho họ không? À, không phải. Không phải. Cái kháng thể đó bệnh nhân đã có từ nhà, và họ chạy vô và tìm các bạn để cầu cứu. Cái kháng thể đó nhận diện một kháng nguyên trên bản thân hồng cầu của đương sự. Cái kháng thể đó cũng do đương sự tự sản xuất ra, chứ không phải mình chích vô. Cái kháng thể đó do đương sự tự sản xuất ra và nhận diện một kháng nguyên của chính đương sự luôn. Cái bệnh đó là bệnh tự miễn. Cung trực tiếp mà dương tính đó là bệnh autoimmune. Hiểu không? Chứ không phải nói xét nghiệm cung là phát hiện kháng thể báo động hồng cầu rồi hết, không phải. Đó là bệnh tự miễn autoimmune. Ngoài ra nó có một số bệnh lý ác tính của dòng lympho như là leukemia mạng của dòng lympho, các lymphoma, các cancer, do nó sản xuất ra những kháng thể tự nó bất thường, do nó đột biến mà thành ung thư mà, do đó nó cũng có thể làm cung trực tiếp dương tính nha. Do đó nếu cái người bệnh bị thiếu máu tán huyết là tuổi trẻ như những người đang ngồi trước mặt tôi thì hầu như chắc chắn đó là bệnh tự miễn. Còn nếu cái sự kiện xảy ra ở người lớn tuổi như người đang đứng trước mặt các bạn thì hầu như chắc chắn đó là bệnh ung thư. Hầu như chắc chắn là bệnh ung thư, tôi không có bệnh tự miễn nữa. À, người già thì cái bệnh tự miễn có thể có chăng, nhưng gần như không có được. À, nếu mà các bạn có người cao tuổi trong nhà, bác, ông nội, ông ngoại, tự nhiên thiếu máu tán huyết, cung dương tính, lo mà đi tìm một bệnh ung thư. Nha, thì mình chứ không phải tìm bệnh lupus. Nha, đó là cái ý nghĩa của cung trực tiếp và dương tính. Thì nó có hai ý nghĩa này. Nha, điều đây là quan trọng đó. Rồi đến cung trực tiếp mà âm tính thì chúng ta kết luận là không có kháng thể bất thường. Vậy tại chúng ta quăng cầu đó đi vô mà không có gì để báo hết thì nó sẽ âm tính, không có hiện tượng ngưng kết xảy ra. Nha. Bây giờ cung gián tiếp. Có nhanh quá không? Tới đây phải hiểu nha. Chúng ta phải hiểu thật kỹ cái chuyện này để cấm cái kiến thức nó vô đầu của mình một cách chắc chắn. Không có gì bút mở đó, không có gì mơ hồ đó nha. Không có được phép mơ hồ chỗ này nha. Rồi bây giờ cung gián tiếp. Cung gián tiếp thì chúng ta làm nhiệm cái serum. Hồi nãy chúng ta làm nhiệm cái hồng cầu, bây giờ chúng ta làm nhiệm cái serum. Thì chúng ta nghi ngờ là trong serum của người bệnh có những kháng thể bất thường đang chạy tự do. Bây giờ làm sao thấy nó, làm sao biết được nó? Hồi nãy chúng ta muốn nhử một cậu không? Thì chúng ta dùng mỹ nhân kế. Không? Bây giờ nếu chúng ta muốn nhử một cô thì chúng ta làm gì? Chúng ta mình làm nam nhân kế. Không? À, chúng ta làm nam nhân kế. Đây là các kháng thể bất thường nó đang chạy tự do mà chúng ta chưa biết nó có hay không. Chưa biết nha, chưa biết có hay không nha. Mình chưa biết là có hay không nha, dễ là vậy thôi chứ mình chưa biết có hay không nha. Rồi chúng ta dùng hồng cầu ô mẫu. Hồng cầu ô mẫu này là hồng cầu tôi lấy của sinh viên khỏe mạnh nha. Tôi lựa khoảng 300-400 em, càng nhiều càng tốt. 300-400 em sinh viên khỏe mạnh, không có bệnh gì hết, không có răng sốt, không ho, không sương mũi nha. Không có ói mửa, không nhức đầu, không có gì hết, khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của bệnh. Tôi thu thập, xin mọi người bí quyết nhóm ô, tôi trộn đều lại trong số 7, tôi có được hồng cầu mẫu nhóm ô quăng vô. Tại sao phải là quái hồng cầu mẫu ô của đông người? Là tại vì tôi chưa biết cái kháng thể này nó chống trực tiếp kháng nguyên gì. Nếu tôi lấy một hồng cầu mẫu ô của một người thôi mà cái người đó không có kháng nguyên tương ứng với kháng thể đó thì sao nó ngưng kết được? Không, chứ tôi phải trộn, đặng lấy nhiều mẫu, đặng tôi làm rải thảm được ha. Thì tôi làm được cái mục tiêu nam nhân kế của tôi, nhiều chàng đi thì ăn được dễ hơn, ví dụ vậy ha. Rồi rồi bây giờ tôi đã quăng còn mẫu ô vô rồi. Vậy nếu quá trình trong serum người bệnh có kháng thể này thì nó là sao?
cái này. Nó bay vô liền, nó bay vô liền, nè nó bay vô liền. Có hiện tượng kinh kết không bạn? Có hiện tượng kinh kết không? Có không? Không. Không có. Nó đẩy nhau, không có hiện tượng kinh kết xảy ra. Bao nhiêu xong rồi mà nó vẫn còn hỗn hẹn, hỗn hẹn. Không có hiện tượng kinh kết, nó không bám vô, nó không đâu. Không có hiện tượng kinh kết xảy ra. Nha. Bây giờ muốn có hiện tượng, muốn thấy được hiện tượng kinh kết thì phải làm sao? Chúng ta làm là động tác như hồi nãy. Chúng ta muốn giữ cái globulin thì mình quăng ông ti của globulin vô. Mình quăng ông ti globulin vô. Ở đây thì nếu quá trình hồi nãy trong mẫu serum người bệnh có kháng thể này thì tới cái công đoạn này của động tác mình làm nó sẽ có hiện tượng kinh kết xảy ra, đúng không? Hiện tượng kinh kết xảy ra và chúng ta gọi đó là cung gián tiếp điều chỉnh. Là tại vì hồi nãy hồi đầu chúng ta dùng hồng cầu của đương sự để test thì đó là cung trực tiếp. Cái công đoạn số 2 này là chúng ta dùng serum của bệnh nhân để test thì đó là mà hồng cầu là hồng cầu mẫu, đó là hồng cầu bên ngoài con dọc. Thì cái test này là cung gián tiếp nha, cung gián tiếp. Để chúng ta kết luận là có kháng thể bất thường trong serum của người bệnh. Rồi bây giờ hồi nãy cung trực tiếp mà dương tính là bệnh autoimmune tự miễn. À, bây giờ cung gián tiếp mà dương tính thì bệnh dị miễn dịch alloimmune. Bệnh dị miễn dịch alloimmune. À, tình huống nào xảy ra cái dị miễn dịch này? Ai biết? Tình huống nào xảy ra cái dị miễn dịch này? Ai biết? Rồi, nếu các bạn chưa rành, tôi sẽ kể bạn chuyện đời xưa. Mình kể chuyện đời xưa, tôi sẽ làm. Nha, giờ bỏ bút xuống, tôi kể chuyện đời xưa. Hồi xưa, cái này hơn 20 năm, tôi còn trẻ đó, tôi còn trực. Bây giờ thì cao tuổi đã không trực nữa. Nhưng lúc đó còn xuân, bố chục, xuân, xuân, trực. Còn đẹp trai đó. Trực. Thì dũ kia, bệnh nhân bình dân gọi hất tham hải gọi là có bệnh nhân gần chết, do đó giờ tôi giữ gìn cái dù đẹp ra sao, tôi hỏi như gì thì ông này ổng là một nhân vật rất là giàu, thế lực rất là nhiều, tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu đô la đầy mình. Hỏi sao gần chết, ông ấy mổ đơn giản. Bên kia trả lời là ông ấy mổ đơn giản là ông như mổ sỏi thận và phẫu thuật tuyệt mỹ, không có bất thường gì sau mổ. Thì sau một ngày họ đẩy ông từ khoa hồi sức lên khoa niệu nằm đợi ngày ra viện thôi. Không? Ngon lành, không có chảy máu, không có gì hết. Êm, không có đau, không có gì hết luôn. Thì sáng hôm sau vô, phó thường viên vô coi các thứ. Thấy sao? Mà thấy hơi xanh xao một xíu. Truyền hai bệnh mặt. Hôm sau nữa vô, khám bệnh lại. Thấy còn xanh quá. Truyền hai bệnh nữa. Hôm sau nữa vô khám lại thấy ủa sao bệnh nhân mà không khỏe, truyền bốn bệnh nữa. Tám bệnh rồi. Hôm sau nữa vô cho ban nghe đó, bệnh nhân được chuyển xuống hồi sức nằm, từ khoa niệm trở lại xuống hồi sức nằm. Thì khuya đó thì mệt quá, giờ đó bác sĩ trực của hồi sức không biết là sao mà truyền vô tám bệnh máu mà không khỏe. Trời, người khác truyền tắm vô là khỏe, không? Ông truyền tắm vô là ông không khỏe. Có lại đi. Và khám thì mặt ngắn. Giờ đo hemoglobin, đo HCT. Thấy sụp. Nhưng mà tôi thấy sụp luôn. Hậu phẫu hemoglobin 70% thì cũng tạm được. Giờ còn có mười mấy trăm. Tại sao càng truyền vô lại càng đi đâu mất? Không? Giờ thở ngắn. Truyền qua. Tôi nói rồi, tối nay mình đúng mắt rồi. Đó, tôi nói phải xe chạy qua đón tôi chạy lên labo đây trong 18 tám một vương này, cái mình cứ chạy lên labo tôi mang bỏ vô túi áo luôn mình này. Hai tiếp một tiếp bên này, một tiếp bên này bỏ vô xe chạy bờ bờ thấy vậy. Khi tôi qua tới tận nơi tôi xin gặp ai đầu tiên trắc nghiệm ha, đương sự bệnh nhân B, bác sĩ phẫu thuật viên, bác sĩ C, bác sĩ hồi sức D,
nhân viên ngân hàng nào? Tôi xin được ai đầu tiên? Người trả lời là A, người trả lời B, người trả lời C, người trả lời D, đúng không? Chắc chắn phải vậy chứ. Phương pháp phổ phối ngẫu nhiên mà. Tự nhiên thì chúng ta không biết. Rồi. Tự nhiên không biết. Tôi xin gặp bà vợ của ông Bình Nhân. Rồi. Không có đoán đoán. Đúng anh. Có một cái luận tạm ở buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là một khi ông thầy đã muốn học trò chết thì trò phải chết, không được phép sống, đúng không? Ông muốn chơi là học trò phải chết. Cái gì sống đây thôi. Thôi bây giờ tôi hỏi câu gì, các bạn biết tôi hỏi câu gì không? Đó là trước nay ông nhà có được truyền máu một lần nào chưa? Bà ấy nhanh nhậu ra là dạ có. Cái đây 6 năm ông đã mổ sỏi thận một lần, lần này là tái phát. Còn cái đây 6 năm ông đã được mổ một lần. Và ở lần đó ông đã được truyền 2 bình máu. Và kết quả của lần truyền 2 bình máu đó là phé 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 dê ra. Phé dê. Mà không biết lần này tại sao ông truyền 8 bình rồi mà ông gần chết. Mà xin là mình cứu dùng. Là tôi nói đúng mấy lần là quá đúng, đúng rồi. Khi tôi chạy vô khoa học sức tôi gặp ông thì cái đầu tiên tôi nhìn là gì, là cái ống sông tiểu. Xui ông này nếu ông mổ phổi thì trong nước tiểu ông không thể có máu được, phải không? Nhưng ông do ông mổ thận, do đó nước tiểu ông ngày đầu tiên là có máu, thì ngày thứ hai lẽ thường nó phải lợn dần, ngày số 3 nó lợn hơn, ngày số 4 nó lợn thiệt lợn, ngày ra diện ông không còn máu trong tiểu luôn, ví dụ gì đi ha. Và ông này ngược lại, cái nước tiểu ông đen như là cà phê đậm đen, cà phê đen blue. Thì người ta nhìn đi mổ thận, mổ tiểu thì nước tiểu có máu chuyện thơm, phải không? Nhưng mà người ta không đi, đã đen vui rồi. Ông bị tăng biến rất là nặng, bị tăng biến rất là nặng. Dạ, cái lời giải của vấn đề mà tôi đem hai loại thuốc qua để tôi làm, đó là ông này bỗng nhiên mất vệ sinh âm. Trong quá khứ ông được truyền 2 bệnh, hiện nay chúng ta là 99,9% là rệt chuyển dương. Trong quá khứ ông được truyền 2 bệnh máu, gần như chắc chắn là rệt chuyển dương. Do đó, ông ấy tự sản xuất ra anti-lesis, anti-D, anti-lesis. Và nó nói cái gì? Nó nói, nước với cái gì? Hãy đợi đấy. Đợi cái gì? Đợi lần này ông được truyền vô 8 bệnh nữa, gần như chắc chắn là 8 bệnh đó đều là rệt chuyển dương hết. Vậy như vậy, ngày đầu tiên truyền 2 bệnh, là nó đánh một trận sạch sanh truyền ngạc. Hôm sau truyền 2 bình nữa là trận thứ 2 tan tác chi mua. Ai nói câu đó, ai nói câu đó. Nguyễn Trãi, mình vô đại cáo, trời ơi, có cũng bọn giỏi, công nhận ha. Đến trận đầu sạch sanh truyền ngạc, trận thứ 2 tan tác chi mua, phải không? Hôm sau nữa truyền 4 bình nữa là ông xuống hồi sức luôn. Ý vấn đề của ông là gì? Vấn đề vì cái tiếp đầu tiên của mang theo là tiếp định nhóm thời sức của mắt chúng ta. Và cái tiếp thứ hai của bỏ giá phương mang theo đó là tiếp gì? Tiếp gì? Tiếp anti-globulin. Đã. Tiếp thuốc thử cung. Tiếp thuốc thử cung. Tại vì tôi đem cái tiếp đầu tiên là thử nhóm máu thì tôi mới biết ổng nhóm máu đi âm thôi. Nhóm máu đi âm thôi. Còn ổng có kháng thể không là mình phải phản thuốc thử cung, phải không? Bây giờ tôi thí dụ thôi, tất nhiên tôi thí dụ thôi, cái tình huống tôi rút giống như rút xuống cầu bộ rút xuống tập, phải không? Còn có một viên đạn cuối cùng là cái thuốc thử cung, tôi còn một giọt cuối cùng thôi, tôi sẽ làm cho ổng nghiệm pháp cung trực tiếp hay là gián tiếp. Trả lời câu này là hiểu bài, tôi làm cho ổng một cái là tại tôi còn một giọt cuối cùng, là tôi làm cho ổng nghiệm pháp cung trực tiếp hay là gián tiếp. Gián tiếp. À, hiểu bài rồi đó. Tại cái kháng thể này của ổng nó chạy trong serum thôi, không phải nó nhận diện, không phải nó nhận diện hồng cầu của ổng, mà nó nhận diện nó đánh cái hồng cầu bên ngoài truyền vô là hồng cầu bị nhiễm dương. Và vậy ông đã bị dị miễn dịch, ông ấy truyền bệnh máu 6 năm trước, trong quá khứ ông đã bị dị miễn dịch. Vậy cái tình huống kháng thể dị miễn dịch đầu tiên hết ở con người chúng ta là đã được truyền máu một lần cộng n n cộng một phần gì đó, tình huống thứ hai tương tự vậy. Đó là những người đã sanh con có thai ít nhất một lần rồi. Nào, y bà có đều không? Y bà được trên tên sinh thân có y bà đâu?
ai có IBAN thôi được rồi, vậy có người chưa đi học đã đẻ lần nào. Y4 nó lên thì đi cho đẻ rồi, đúng không? Y4 lên thì Y4 cộng 1 nó lên, cộng N là nó đã đẻ rồi. Thôi vậy nói cho IBAN. Mình nói con tôi là máu mủ của tôi, không phải. Đó là mình nói theo kiểu danh chương thôi, tình cảm thôi. Chứ còn nếu bà sản phụ là nhóm máu A, ông chồng bà là nhóm máu B, thì cái bầu là nhóm máu AB nha. Nhóm máu AB nha. Tức là gì? Không phải máu của bà sản phụ chạy qua đứa nhỏ nha, không có nha. Các bạn đừng ăn bánh nhau. Nó bị ngăn bởi bánh nhau rồi. Bánh nhau. Nha, ngăn bởi bánh nhau. Máu của bà sản phụ là riêng, và máu của cái bầu là riêng. Hai cái rời nhau, không nhìn thấy nhau. Nha. Phải chỉ bơm oxy vào giữa thịt bò, thịt gà, bún, cà ri, oxy qua cho đứa nhỏ thôi. Đó. Chứ không có đẩy hồng cộng nó qua được nha, chỉ có kháng thể qua được thôi. Đó. Như khí xanh, dù là xanh thường, khí xanh là xanh thường đó, thì các bạn nào đi ra đẻ rồi thì biết cái bánh nhau từ đầu vài phút sau nó róc ra. Nha. Còn mổ xe ra, tức là mổ bắt con còn tàn bạo hơn nữa. Kinh kinh chẹt 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 bóc nhỏ ra, chẹt cũng muốn chặt bỏ con cái nhỏ ra, thấy không? Thì cầm cái ông phó thủ viên hốt luôn vô bánh nhau ra, thấy cái mặt có cái ông cứ tạt dàn ra luôn, tàn bạo hơn nữa, tàn bạo hơn nữa. Thì thời điểm đó nó chuyện gì xảy ra? Thời điểm đó thì có một cái xe xác nhẹ ở thành tử cung, niêm mạc thành tử cung của bà mẹ, vậy là cơ hội để hồng cầu của đứa nhỏ chạy vọt qua tuần hoàn của bà mẹ, tương đương với một lần truyền máu về mặt miễn dịch học. Hiểu không? Hiểu không? Nó lắc đầu hôn sao không chịu hiểu. Nó chỉ hôn thì nó không chịu hiểu, chỉ chịu hôn thôi. Thì hồng cầu đứa nhỏ để chạy tọt qua trung hoàng của bà mẹ, và nếu lỡ bả thì xuất âm, chồng bả thì xuất dương, và cái bầu thì xuất dương, thế nếu còn chồng bả thì xuất âm luôn thì sao cái bầu xuất dương được? Thôi con chồng thì dương, cho nên cái bầu thì dương, mà bả thì âm, giữa nó hồng cầu thì dương của đứa nhỏ sẽ chạy tọt qua tuần hoàn của bà mẹ rồi thì âm, thì tương đương với một lần truyền máu thì dương, đúng không? Đúng rồi. Như vậy tình huống diễn biến thứ hai là có thai và sanh con phía dưới thuận lập, hiểu không? Tình huống thứ ba là chúng ta bị chủng ngừa, không phải bằng thuốc chủng tái tổ hợp, mà chủng ngừa bằng sản phẩm sinh vật. Ví dụ như chúng ta từng bị chích serum chống ung ván, serum anti-tetanic nha. Thì serum đó chúng ta lấy từ ngựa, do đó có thể có một ít kháng nguyên ngựa, nó giống kháng nguyên người, là chúng ta đã tạo diễn dịch nha, chúng ta đã tạo diễn dịch nha, và có thể diễn dịch cho nhân viên cộng đồng. Chứ còn diễn dịch mà chúng ta chích chủng ngừa những bệnh khác thì không có sao. Ví dụ như uống ngừa viêm gan B thì có thể nó chỉ chống virus B. Rồi, đó, thì có ba tình huống. Thứ nhất là truyền máu một lần trong quá khứ. Thứ hai là sanh con một lần trong quá khứ. Và thứ ba là từng tiêm một sản phẩm sinh vật trong quá khứ thì sẽ gây dị biến dịch. Và nó nói, hãy đợi đây, đúng, cứ nghe đi. Đó. Với ca thì dành cho labo thôi. Ngày xưa thì chúng ta làm tiếp, và trong lan chính thì nó hơi khó coi chút xíu, tại vì có nhiều đường dương tính nhẹ, chúng ta có thấy ngày nay người ta sản xuất ra những cái tiếp sẵn chứa gen và chứa cái anti sẵn, như này có chứa anti A này, anti B, anti AB. Thì khi chúng ta nhỏ hồng cầu vô thì nó sẽ có hiện tượng xảy ra là nếu không có hiện tượng liên kết, nếu cái mẫu hồng cầu đó và cái mẫu anti có sẵn trong cái gen đó nó không có hiện tượng liên kết, thấy không? Thì khi chúng ta ly tâm, tại vì cái lỗ xốp của xe đó nó chỉ vừa cho một hồng cầu đi qua thôi. Nha. Chúng ta ly tâm thì nếu mà cái phản ứng nó âm thì hồng cầu sẽ lắng dưới đáy, tại vì hồng cầu nó rời nhau, từng hồng cầu một ly tâm xong rồi nó chạy xuống đáy liền. Còn nếu mà nó dương tính á, nó ngay ngưng kết á, thì chúng ta ly tâm nó không xuống được, đấy nó thành một cục lớn. Mình ly tâm nó cho còn nằm ngồi định, nó nằm định trên lớp bề mặt. Và tùy cấp độ dương tính nhẹ dần và âm tính thì nó nằm ở dưới xuống dưới ha. Vậy chúng ta nhìn rất là rõ những trường hợp mà dương tính nhẹ, dương tính yếu, hay là âm tính, hay là dương tính mạnh, là chúng ta nhìn rất rõ của hóc gen ca. Thôi thì chúng ta chỉ biết một xíu về được rồi ha. Đó, ví dụ đây là anti A,
cái người này cho cái hồng cầu người này quăng vô âm ti da âm tính, thì người này mà quăng vô âm ti b thì dương tính, cho nên người này nhiễm HIV. Quăng vô âm ti d cũng dương tính luôn, do đó người này là b và rồi dương positive. À, người này nhiễm hiv âm ti da dương tính, nhưng mà với âm ti d thì âm tính, do đó người này là hiv và xuất âm. Đó là vậy thôi, làm sơ ca rất là gọn, cũng là như hồi nãy, nhưng mà phương pháp sơ ca thì nó tiện hơn, nhìn nó rõ hơn nhiều. Hồi xưa cái đây gần 40 năm khi tôi học chuyên khoa đó, là tôi làm bằng tay, tôi nhìn cái phía bằng tay những đồ vật mà dương tính nhẹ rồi cực, nhìn cũng biết thang âm hay là dương tính một cộng đó, cực lắm. Đó. Còn có cái này thì rất là tuyệt, rất là khách quan. Vậy thì còn nhớ đến đây là gì? Cung trực tiếp mà dương tính thì nó gây bệnh, bệnh nhân đã dùng diện được thì bác sĩ định cả cái tăng huyết, cái tăng huyết trực tiếp này. Còn ngược lại cung mà gián tiếp mà dương tính thì kệ mà sát, đâu cái ông mà nãy tôi mô tả là bệnh nhân nó thiêu giả định như ông không có bị tái phát lại cái sỏi thận, ông không được mổ đó, thì ông đâu có gì bình thường, không có cái gì hết, nó nằm yên đó, nó nói hãy để đấy thôi. Dạ. Do đó cung gián tiếp mà dương thì không gây bệnh, chỉ khi nào mà cầm truyền mới thì có thành có chuyện không? Dạ. Chỉ vậy đó, đúng ra tại hồi xưa cái đây lâu rồi chúng ta không có làm nghiệm pháp cung cho tất cả những lần truyền máu, tại vì chúng ta bị âm có 0.00 mấy âm tầm một lần, do cái tai biến đó chúng ta bị kiện. Nếu đó các bạn chắc chưa vô y khoa cái đây 20 năm chúng ta bị kiện, và do đó chúng ta phải tốn tiền thêm để mua hóa chất để làm, mà chỉ để phát hiện có 1/10,000 là lịch sử âm, 1/10,000 bệnh vô bệnh viện đâu phải lúc nào cũng cần truyền máu, thấy không? Mà cần truyền máu thì hết 99.96% là để dư hết rồi. Tại đây chúng ta làm một chuyện tốn kém rất nhiều, lâu lắm, ví dụ như tôi làm diện tích mức y hương rồi thì tôi chỉ phát hiện có chừng 100-200 ca là rồi lắm. Một số hàng chúng ta cung cấp cho bệnh viện này bao nhiêu các bạn biết không? Chúng ta có truyền máu cung cấp cho thành phố này một năm, năm nhiều lúc ít khác nhau, nhưng ít nhất là 60.000 lít máu, nhà năm nhiều 80.000 lít máu, chỉ có khoảng một chừng vài chục ca để giữ âm. Để mà mình phải thử hết, thử thằng đoạn luôn, nó có tiền nhiều thì không đoạn. Rồi, đây là điều cần nhớ trong phần cung nha. Mà chưa đúng 1 giờ rồi, đúng 1 giờ đúng không, đúng không? Giờ 3 giờ, hồi nãy 2 giờ, giờ 3 giờ đúng không, mà chưa giờ nghỉ nửa phút, không nước.